Mỹ Nam vườn sao băng được minh oan sau 6 năm kiện tụng. SG tiếp tục bị chê khi xuất hiện trên bìa tạp chí nổi tiếng. Sau Big Bang, nhóm nữ mới nhà YG sẽ được debut, thời hoàng kim của YG sắp trở lại. Won Sang-gu bị đứt gân nghiêm trọng, có thể rút khỏi The Pirate 2. Mỹ Nam vườn sao băng được minh oan sau 6 năm kiện tụng. Theo báo Hàn, vụ án Mỹ Nam đình đám một thời Kim Hoon Chung đánh bạn gái cũ họ Choi đã chính thức khép lại vào ngày 12 tháng 11. Sau 6 năm kiện tụng qua lại, Tòa án tối cao Seoul đưa ra phán quyết cuối cùng. Tuyên phạt Choi, tức bạn gái cũ của Kim Hoon Chung, phải bồi thường số tiền là 100 triệu won, khoảng 2 tỷ đồng. Năm 2014, làng giải trí xứ Hàn choáng váng trước thông tin một cô gái nhận là bạn gái cũ của Kim Hoon Chung tố anh bạo hành và khiến cô phải nằm viện suốt nhiều tháng trời. Sau đó, hai bên giải quyết bằng thương lượng khi phía Kim Hoon Chung chi ra 600 triệu won, khoảng 12 tỷ đồng để bồi thường cho bạn gái cũ. Cô gái này đã rút lại đơn kiện Kim Hoon Chung, nhưng tài tử xứ Hàn vẫn bị phạt 5 triệu won, khoảng 100 triệu đồng. Tuy nhiên, sự việc chưa dừng lại ở đó. Năm 2015, cô gái này tiếp tục gây sốc khi tố Kim Hoon Chung đánh đập và đòi nam diễn viên phải bồi thường 1,6 tỷ won, hơn 33 tỷ đồng, vì hành vi bạo hành khiến cô bị sảy thai. Đáng nói hơn, Choi còn sinh một bé trai và kết quả xét nghiệm ADN chứng thực em bé là con trai của Mỹ Nam xứ Hàn. Choi khẳng định mình đã phải tự nuôi dạy chăm sóc con trai từ khi bé chào đời vào tháng 9 năm 2015. Mặc dù được tuyên bố vô tội, nhưng scandal này ảnh hưởng rất lớn đến danh tiếng của Kim Hoon Chung, khiến anh gần như mất tất cả sự nghiệp xây dựng từ việc ca hát, đóng phim. Phía Kim Hoon Chung đã cố gắng đưa ra những bằng chứng khẳng định anh vô tội, nhưng sự nghiệp của Mỹ Nam xứ Hàn đã tụt dốc không phanh sau scandal. SG tiếp tục bị chê khi xuất hiện trên bìa tạp chí nổi tiếng. SG chính là gương mặt trang bìa tạp chí Elle số tháng 12. Nhóm chụp ảnh quảng cáo cho thương hiệu Burberry. Dù chỉ mới ra mắt một năm, nhóm nữ nhà JYP hoạt động khá mạnh ở lĩnh vực thời trang như liên tục tham dự nhiều show lớn ở nước ngoài, xuất hiện trên tạp chí liên tục, có mối quan hệ thân thiết với các nhãn hàng quyền lực. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, dù được công ty ưu ái, SG vẫn chưa thể hiện được khí chất thời trang cao cấp. Trong loạt ảnh mới, SG trang điểm theo phong cách mùa đông khiến các thành viên trở nên nhạt nhòa. Cách tạo dáng cũng bị chê nhàm chán, quê mùa, nhìn như học sinh chụp kỷ yếu thay vì một nhóm nhạc lên bìa tạp chí nổi tiếng. Netizen cho rằng, SG còn non nớt, chưa đủ khí chất để thực hiện những bộ ảnh thời trang cao cấp. Thậm chí, cư dân mạng còn để lại những lời mỉa mai như này là đoạn tuyệt hết duyên với thời trang rồi còn đâu, còn cái phong chữ kiểu gì thế không biết. Xấu thiệt chứ không đùa đâu, chụp cái ảnh này không biết hút fan hay đuổi fan đi đây. Giống năm bà cô nông dân, xin lỗi các cô, các bác làm nông dân ạ, không có ý nói mọi người không tốt. SG được khen khi chụp ảnh cho những thương hiệu theo phong cách tươi sáng, khỏe khoắn. Đây là hình tượng phù hợp với những cô gái 10X của nhóm, hơn là phải cố gồng để tỏ ra sang chảnh sao cho phù hợp với những thương hiệu cao cấp. Việc JYP cố đưa SG vào những sự kiện thời trang cao cấp chỉ đang khiến nhóm lộ nhược điểm như thiếu kinh nghiệm và không đủ khí chất. Sau Big Bang, nhóm nữ mới nhà YG sẽ được debut. Thời hoàng kim của YG sắp trở lại. Theo báo cáo của Hana Financial, tập đoàn tài chính lớn thứ ba Hàn Quốc, nửa đầu năm sau sẽ là thời gian hoạt động năng nổ của nghệ sĩ nhà YG Entertainment. Big Bang dự kiến sẽ có màn trở lại hoành tráng sau 4 năm vắng bóng ở K-pop. YG Entertainment sau đó cũng có kế hoạch debut nhóm nữ mới vào đầu năm 2021. Hana Financial cho biết nếu tình hình dịch bệnh được kiểm soát, Big Bang sẽ tổ chức một world tour ngay sau khi trở lại. Tập đoàn tài chính này ước tính sự trở lại của Big Bang có thể giúp YG Entertainment đạt lợi nhuận ròng ít nhất 54 triệu đô la Mỹ. Với sự quay trở lại của các vị vua K-pop Big Bang, màn debut của nhóm nhạc nữ mới cũng như những màn comeback đầy hứa hẹn của Blackpink, Icon, Winner, AKMU trong thời gian sắp tới. Nhiều người hâm mộ tin rằng 2021 sẽ là thời hoàng kim của đế chế YG quay trở lại. Won Sang-gu bị đứt gân nghiêm trọng, có thể rút khỏi The Pirate 2. Theo báo cáo độc quyền từ Sports Seoul, ngôi sao nổi tiếng Won Sang-gu bị chấn thương nặng, vỡ gân ở Achilles trong quá trình quay dự án phim điện ảnh The Pirate 2. Hợp tác cùng Han Hee-joo, Kang Hae-neun, Lee Kwang-soo và Sehun Exo. Đại diện công ty quản lý tài tử cho biết, sức khỏe của Won Sang-gu là trên hết, tôi nghĩ anh ấy phải nghỉ ngơi và theo dõi tình hình theo ý kiến của bác sĩ. Vỡ gân ở Achilles sẽ khiến việc đi lại của anh ấy không dễ dàng. Được biết, vỡ gân ở Achilles là vỡ một phần hoặc toàn bộ phần gân ngay trên gót chân, dẫn đến không có khả năng nâng cao chân.
Theo đó, có vẻ như chấn thương của tài tử 44 tuổi không chỉ ảnh hưởng đến phim điện ảnh mà còn cả việc sản xuất phim truyền hình. The Pirate Goblin Flag là phần 2 của phim điện ảnh The Pirate ra rạp năm 2014, thu hút hơn 8,6 triệu khán giả. Tác phẩm xoay quanh hành trình tìm kho báu trên biển của một nhóm người, kho báu do hàng tộc Goryeo để lại và được vương triều Joseon cai quản. Trong phim, Won Sang-woo vào vai Bu Hong-su, người chiến đấu với những tên cướp biển để giành lấy kho báu. Đừng quên like và subscribe kênh YouTube CU để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất về ngôi sao K-pop.